tỉnh dậy rồi hả? Thằng này sao không vô phòng ngủ mà đi vô nhà tắm ngủ đi? Con đi mà vô nhà tắm đó. Người lắm cậu ba ơi, tóc dài. Bồn tắm toàn là máu, con sợ hết cậu ba ơi. Nhà giấc mơ thôi, nhà mình làm gì có ma cỏ gì con. Không phải mơ mà là thiệt, con sợ lắm. Ê, tôi bây giờ uống hết ly sữa này, là sẽ biết sợ nha. Ủa, biết ta? Con không tin cậu con sao? À, sao? Giờ thấy sao rồi? Con mặt con muốn con sợ. Cứ từ từ ha, bây giờ nằm nó lên. Hả? Nằm muốn từ từ là sẽ hết sợ. Bây giờ con chỉ cần nhắm mắt lại là con sẽ hết sợ, quên hết tất cả những gì đã nhìn thấy ha. Ha. Nhắm mắt lại ngồi con. Trời. Cái gì vậy? Ban ngày mà sợ ma hả cô? Hù hỏi sao không sợ? Thấy hù mà sợ bị giống như bị bệnh tim vậy. Thằng khùng hù. Gì vậy? Giật mình bay nói không sợ nó đi. Nó hù không phải báo trước kìa. Hù mà kêu báo trước hả? Bớt ngay đi nha. Ăn uống gì chưa? Làm từ tối qua tới giờ chưa xong nữa, ăn uống gì chưa ăn? Ừ. Chưa ăn kìa, lấy bánh cho nó ăn. Ủa có bánh không? Có á. Ê cho tao cái coi. Không chạm đi bạn ơi, còn mấy cái ít lắm, một mình tôi đủ rồi. Ủa mày sao vậy? Tụi mình có phải là anh em không? Ừ. Tụi mình có phải anh em không? Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là một lũ nhây. Hey hey hey. Nhây hoài à, đi đi. Đây, cho mình một cái. Cho tao một cái nữa, một cái nữa. Rồi nè, của bạn nè. À. Đây, của bạn. Anh mày. Mà ê, khoan. Gì? Đổi. Chị, đổi làm chi? Đổi ý. Bánh nào cũng vậy mày sao á?
Thật ổn. Ừ. Mày yêu quá. Ừ. Anh em không à? Ngon. Bánh kẹp cái bánh răng á, bánh này bạn như bàn chải là hết bài luôn. Tao nói mà, thế nào cũng đổi bánh à. Thế nào thế hàng khôn dễ tạ con, mình đi học nha. Gần đi. Thôi. Ê, sai. Ê, bạn, ăn sáng chưa? Ăn. Mời các trò ngồi. Last night event o'clock 11 giờ đêm, tôi có nhận email của rất nhiều bạn. Tất cả bài tập tôi đã nhận được rồi, trừ có hai bài của hai bạn mà tôi chưa nhận được. Đó là hai bài của bạn Phạm Thành Thân và bạn Dùng Kim Căng. Dạ, thưa giáo sư, em tên là Cù Thiên Đăng. À, Căng Thiên Đăng Thiên Đù Thiên Căng Đăng Cù Đăng. À, Cù Thiên Đăng. Ai là trưởng nhóm của hai bạn này cho tôi biết. Dạ thưa giáo sư, là em. Sao đi học bận áo con chó? Dạ, thưa giáo sư, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Không, ý tôi nói nó đẹp thôi, chả có kinh nghiệm gì phải rút cả. Cảm ơn giáo sư. Tôi hỏi tại sao không nhắc hai bạn cảm ơn cái gì? Nhóm tôi trưởng như vậy đó hả? Dạ thưa giáo sư, em có nhắc nhở bạn Thiên Đăng rồi. Còn bạn Hưng á, thì hai tuần rồi bạn không có đi học. Mà em liên lạc với bạn mà không có được. Hai tuần không liên lạc được mà không báo. Rồi ngồi xuống đi. Phụng Linh, lớp trưởng gì kỳ cục vậy? Nó hỏi ngoài đó kìa, ra kêu nó vô đi. Là cô thấy gương mà sợ hả? Ngồi ngoài ghế đá sáng giờ. Dạ thưa giáo sư, bạn đang thấy bạn Hưng ở ngoài sân á, mà bạn đang dám gian dối giáo sư. Em nói thiệt, nếu giáo sư không tin á, giáo sư có thể hỏi bạn Thắng. Dạ thưa giáo sư, em có thể khẳng định là em nghe bạn đang nói là thấy bạn Hưng ở ngoài sân trường. Dạ nếu mà giáo sư không tin, giáo sư có thể hỏi bạn Chiến. Dạ thưa giáo sư, em hứa với giáo sư, em cam kết em không có thấy bạn Hưng. Thiệt, nếu giáo sư không tin, giáo sư có thể hỏi bạn Thắng. Dạ thưa giáo sư, em có thể khẳng định với giáo sư là em không hề gặp bạn Hưng. Nếu giáo sư không tin bọn em, giáo sư có thể hỏi bản thân của mình. Cái gì vậy? Bữa nãy giờ tôi có hỏi gì mấy trò đâu hả? Tôi không có hỏi cái gì hai trò hả? Tôi làm gì? Bây giờ ai là người thấy bạn Hưng? Ra kêu. Dạ, nhưng mà sao không phải ai khác mà là em? Chung lại tôi. Kêu đi. Hai chó. Thầy Cú, đi đâu nãy giờ vậy? Muốn ra ra, muốn vô vô. Thôi, đang nói chuyện dài vậy? Chuyện đi toilet rồi mà. Tao nói chuyện với anh Hưng mà. Nè, nãy giờ á, ở trong lớp, tôi nhục gì bạn lắm rồi đó. Ê, nghe nè. Bạn khẳng định là bạn đang nói chuyện với bạn Hưng hả? Ừ. Thưa giáo sư, bạn Đăng vừa khẳng định với em rằng bạn Đăng vừa kết nối được với bạn Hưng.
Em vừa làm gì vậy? Dạ thì em nói chuyện với bạn. Cù Thiên Đăng. Em rất có vấn đề. Có lẽ nội công lại thâm hậu như vậy sao? Từ đầu không vợ anh đi cậu ba, mà rõ ràng là cái cửa tự đóng lại á thì gió, nhiều khi gió to cửa như mình nó đập bầm bầm á, mà rõ ràng là nó tự bấm chốt nữa. Trong cơn giông gió dập mạnh cấp 11 đến cấp 12, nó dập mạnh quá nó dập không chốt. Thì em nói chuyện với bạn. Cậu ba ơi, cúp điện hả cậu ba? Cậu ba ơi, cúp điện của ông cậu ba. Cậu ba nghe nhạc bản gì vậy cậu ba ơi? Cúp điện mà sao nghe hay vậy cậu ba? Có thể cho con nghe tiếng trả lời của cậu ba được không? Cậu ba ơi, cậu ba, cậu đâu rồi cậu ba ơi? Cậu ba, cậu ba, cậu ba ơi. Are you okay?
Em đi speed. No. Khổ ghê. Anh nhiều lắm mà bây giờ tiếng Anh cũng không biết. Học được bao giờ tốt. Học để chết hay sao vậy? Ảo giác của luôn mà. Cũng ngậm mồm này được chứ. Ngồi đây cậu biết tiếng gì cũng khép mồm ra lại. Tiếng gì đó. Ủa? Thôi thôi, tao bây giờ vậy. Mày không quay qua nữa. Nhắm mắt lại thư giãn đi đã. Rồi. Rồi, mở mắt ra. Má, 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 má. Tôi có làm gì đâu. Tôi có ai đâu. Hãy
cướp. Bác Tài ơi, Bác Tài, Bác Tài. Gì nữa đây? Chắc ngáo đá quá. Xe chạy đi Bác Tài. Bác Tài ơi, làm ơn chạy đi Bác Tài. Bác Tài, làm ơn cho xe chạy đi Bác Tài. Dạ, con về gần đến nhà. À, mẹ không cần ra đón con, để con tự về. Mới lãnh lương cộng với tiền để dành là đủ để chữa mắt cho mẹ rồi. Mẹ
Gì vậy? Chỗ bạn bè hỏi thiệt nha. Gì? Vậy là cái bữa mà mày nói mày thấy thằng Hưng ở trong lớp á là thiệt hả? Nếu mà tao nói giỡn thì làm sao mà tao có thể tìm thấy được xác của thằng Hưng? Cái cảm giác lúc mà mày biết cái vụ đó đó, mày có khả năng ấy á. Thấy ấy á, thấy gì? Như mày connect, mày liên lạc tùm la đó. Mày thấy sao? Cảm giác nó là sao? Có Hưng nói không? Khùng á. Hưng vẫn là sao? Thật sự lúc mà tao chưa biết tao sợ muốn chết luôn á. Ý là hỏi nó làm sao, cái cảm giác nó có thích thú, có lôi cuốn mình nó sao á. Ý mình muốn hỏi cái cảm giác lúc mà rơi vào trạng thái đó gì. Ừ, cảm giác nó khó diễn tả. Sao? Tao nói thiệt với mày, lúc đầu tao tưởng tao bị ảo, tại vì thằng Hưng nó theo tao hoài, nó bị ám ảnh, hiểu không? Đúng rồi, ảo được một thời gian tao tưởng tao ngáo. Ừ, từ ảo qua ngáo luôn hả? Đó, sao từ đó tao mới bị lạc trôi, rơi vào trạng thái đó nha. Nếu mà mình nha, mình không biết control, mình mất kiểm soát nha. À, lạc trôi thiệt. Là mày ở trong cái thế giới đó mày mãi, mày không bao giờ trở về. Ghê à. Ở nơi đó nó có những thứ có khi vô định, nhưng có khi nó là xác định. Nó có những thứ có khi nó vô hình, nhưng có khi nó lại hiện hình. Nó có những thứ có khi vô hạn, nhưng có lúc nó lại hữu hạn. Và nó có những thứ hư, có những thứ thực, hiểu không? Thắng, ổn không? Thắng. Gì vậy? Đúng không? Mày mới không ổn á. Sao vậy? Khỏi đơn giản, khỏi cảm giác thôi, dắt đi một khúc rồi muốn ngáo mày luôn hả? Thực sự ra là lúc đó tao bị dẫn vậy thiệt. Khỏi bình thường thì nói bình thường đi. Làm quá không à ba? Mày biểu mày muốn hỏi gì? Không hỏi nữa mày. Ừ. Ai hả? À? Chị Phong Linh đi làm thêm ở quán cà phê, kêu mình tới ủng hộ. Cái gì? Bây giờ nó làm gái quán cà phê luôn hả? Đi phục vụ cà phê? Mày nói không rõ. Thằng này. Ê, rồi tuần sau mày với tao với rủ một chuyến đi nữa hả? Thôi tao với mày thôi. Sao vậy? Thằng Chiến không đi được đâu. Sao vậy? Nó đi phượt rồi. Thằng chuyên gia. Gì rủ một khác. Này à, ba đứa mình là ba thằng bạn thân, đúng không? Tao không chơi với ai ngoài thằng Chiến hết. Mày muốn rủ ai rủ, mày rủ đi. Ê Hưng, với cà phê không? Cô giỡn xíu mà nhát vậy cô? Nhát. Dạ em nghe đi giáo sư. Nếu như đúng như tất cả những gì mà trò kể cho tôi nghe thì tôi có thể quả quyết em là người được chọn. Ủa, người được chọn là sao giáo sư? Là trúng tuyển. Em đâu có thi cử gì đâu mà trúng tuyển. Cô Hồn nó chọn em đâu cần thi. Nó thích là nó chọn thôi. Là sao em không hiểu? Có thể là họ đã cần sự giúp đỡ. Và có thể họ có một ân oán gì đặc biệt chưa giải quyết xong. Hoặc có thể họ thích nhưng họ theo. Họ muốn ở luôn. Ủa vậy là có nghĩa là ai thích chọn mình là chọn vậy hả? Còn em không có sự lựa chọn. Nhiều khi nó đúng cái tần số điện hạt là nó ráp lại. Thôi bây giờ giáo sư ơi, có thể nào cho em đừng có rơi vào những cái hoàn cảnh này, có thể giúp em thoát ra khỏi những cái chuyện này không? Cầm lấy. Tôi chỉ có thể hỗ trợ được em món quà này.
đừng có để ai biết được năng lượng đó của em, bởi vì đó là món quà của em.